Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Uống nha. Cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi Hương trong suốt thời gian qua. Và cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý nha. Thì hôm nay em Hương có một cái mẫu nhà cấp 4 cũng xinh dễ thương lắm anh chị, được tọa lạc là ngay chỗ ngã ba Tân Kim, ngay đường Thập Đoàn 4 luôn. Quý anh chị có đi xem á thì cứ chạy đến ngay chỗ ngã ba Tân Kim liên hệ cho Hương Uống nha. Hương Uống ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Nhà mình thì cũng có một cái diện tích cũng rộng á, ngang của nó là 5m, dài vào thì tới tận là 20, đã hoàn công đồ đầy đủ hết rồi. Có một cái này là gia đình mình mà không có nhu cầu đường xe hơi thì có thể chọn căn này ha. Nhà đường vô đây á là cái đường xe máy, đường xe máy vào đây. Mình cắt cái đường xe hơi từ đây mình ra đó tầm khoảng là 50-60 mét thôi. Ở trong đây thì dân cư đông lắm anh chị, về đây không sợ bị buồn mà vắng đâu. Mình nhích cho đó là hàng xóm rất là nhiều luôn, tấp nập người dân ở. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều nền, thì bên Hương cũng đang chuẩn bị xây lên anh chị ha. Thì qua Tết thì chắc khu vực này rất là vui. Hương thích nhất cái diện tích của nó. Cái thứ hai là đã hoàn công rồi và lại có một cái mức giá với anh chị mình nghe rất là bất ngờ luôn ạ. 1 tỷ 838 triệu. Một cái số vô cùng là đẹp luôn đúng không ạ? Thì gia đình mình ngại không thích bước lên cầu thang, thích có một ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, có sân cho mình đậu xe thoải mái, khu dân cư đông đúc. Thì đừng có bỏ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay. Hãy liên hệ cho Hương để mình có thể về trải nghiệm thực tế. Nhà của mình thì đạt mới đâu đó tầm khoảng 99% rồi. Về anh chị cứ xách vali dọn đồ vào ở thôi. Ở ngoài đây thì bên Hương sẽ làm cho mình một cái lớp cửa kéo ha. Đó, kéo. Rồi ở đây thì làm cái bậc thềm cho mình chạy lên. Sân của mình thì sạch sẽ nè, lót gạch hết rồi. Bên đây thì bên Hương đổ xiên suốt ra luôn. Đó, nên năm ra nó nhìn cái nhà mình rất là mát. Hướng nhà của mình là hướng đông nam luôn anh chị. Một cái vị trí vô cùng là đẹp. Thì gia chủ có nói với Hương là sẽ tặng hết toàn bộ nội thất cơ bản bên trong. Quý anh chị mình thấy nhà mình hôm nay sáng không ạ? Hiện tại thì bên Hương chưa mở đèn luôn á. Hôm nay là Hương đi quay, có một cái là ngay ngày cúp điện nên nó không có bóng đèn, nhưng mà nhìn trên clip thì chắc hẳn nó rất là sáng đúng không ạ? Thì có đèn lên nữa còn xinh thêm nữa đó anh chị. Thử mà quý anh chị mình sắp xếp thời gian đi ạ. Về đây trải nghiệm coi như thế nào. Bảo đảm mẫu nhà cấp 4 này sẽ không làm cho quý anh chị mình thất vọng đâu. Thường thường thì khu vực nhà Tân Kim á, thường thì nhà diện tích nó rất là nhỏ, giá thì cũng nó rất là cao, không có diện tích rộng rãi đâu. Hiếm hoi lắm mới sót lại một căn này. Diện tích ngang 5 và dài vào tới tận 20 lận, mà giá đúng của nó là chỉ có 1 tỷ 838 triệu thôi. Nằm gần ngay chỗ ngã ba Tân Kim, quốc lộ 50. Thì từ đây tập đập buôn 4 mình á, mình ra đó thì nó tầm khoảng là 500m thôi. Đường xá rộng rãi, dân cư đông đúc nữa. Để không làm mất thời gian của gia đình mình, Hương sẽ review sơ cho mình xem ha. Bước vào trong thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái bộ cửa thứ hai, sẽ là lớp cửa bằng sắt, sơn đỉnh điện và kính cường lực trắc trắng. Thì ngôi nhà này gia chủ cũng đã làm màn cửa đồ khắp hết ngôi nhà luôn. Và mình dán tranh, mình đi những hệ thống đèn led, đèn lon, đèn chùm đầy đủ hết. Nhà thì sổ hồng riêng, thì chắc hẳn điện nước thì cũng đã vào chính thức và cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ nha. Căn này mình vay rất là cao, mình vay được đến 50-70% giá trị của ngôi nhà lận anh chị. Chỉ cần thanh toán tầm khoảng 500-600 triệu thôi thì quý chị mình có thể xách vali dọn đồ vào ở rồi. Còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình vay vốn ngân hàng, thì cũng tùy vào tài chính của gia đình mình như thế nào nhé. Thì khu vực này là khu vực không gian phòng khách, để lại cái bộ ghế ở đây. Phía sau bộ ghế thì vẫn có một cái bức tranh sơn dầu. Và ở đây thì sẽ làm cho mình cái tủ nè. Cái tủ này mình có thể trang trí nhiều đồ vô cho được đẹp hơn. Tặng cho quý chị cái cây. Nhà thì có rất là nhiều cửa sổ nên bước vào ngôi nhà rất là sáng và mát mẻ anh chị. Có hai cái phòng ngủ nha. Ở đây thì làm màn cửa luôn, ngay cửa buồng. Ở đây thì có cái phòng ngủ, bước xuống là mình đụng đầu tiên. Phòng rộng nè, trần cao. Phòng thích nhất là có cái cửa sổ, cái gu màu trắng này, bước vào ngôi nhà rất là thích. Nó trắng như ngọc trinh luôn anh chị. Sang xinh rẻ đẹp là đây anh chị nha. Phòng nào mình bước xuống đều có một cái cửa sổ ở phía ngoài hết. Rồi qua đây là cái phòng thứ hai. Gia đình quý anh chị mình mà có thành viên tầm khoảng là từ 2 đến 4 người, 6 người thì ở thoải mái ha. Nhà già tới 20-100 mấy vuông lận mà anh chị. Về kế tiếp đây thì sẽ là một cái khu vực không gian nhà bếp cũng có cửa sổ, màn cửa.
để lại cái bộ ăn ở đây cho mình ha, bộ ghế ăn, bốn ghế ở trên thì vẫn là bóng đèn pha lê, tủ nấu nướng, tủ bếp nè, thì chỗ nấu nướng mình là có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đáo hoa cương, bồn inox 304, không gian nấu nướng ở flat sạch sẽ, có cửa sổ, thoáng mát thích lắm anh chị. Quý anh chị mình cứ xem trên video rồi mình có thích căn này thì cứ sắp xếp thời gian mình xuống đây mình trải nghiệm thử như thế nào anh chị ha. Có cái đặc điểm nổi bật đây, bên Hương sẽ làm cho mình hai cái nhà vệ sinh luôn. Không bao giờ mà sợ bị kẹt cầu cả. Mình bị kẹt thì mình có thể qua nhà phòng bên đây mình sinh hoạt ha. Đó, nhà vệ sinh bên đây nữa. Rồi, đó, hai cái bồn cầu cho quý anh chị mình sinh hoạt rất là tiện. Ở đây thì rửa mặt mình ở qua đây. Đó, làm lavabo, kiến gương, đồ đầy đủ hết rồi. Quý anh chị ơi, xem đây rồi, nhớ đăng ký kênh cho Hương Ố nha. Để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà, giá rẻ mỗi ngày hơn. Thì cũng không còn bao lâu, tầm khoảng là 2 tháng thì cũng sẽ là Tết rồi. Hương Ố cũng mong rằng là quý anh chị mình sẽ tìm cho mình được một cái vị trí đẹp, nhà đẹp, giá thì hợp túi tiền. Để mình có thể Tết này được sum vầy cùng gia đình hạnh phúc bên nhau anh chị ha. Giờ thì Hương xin nói lại một lần nữa, thì nhà mình với một cái diện tích là ngang 5 và dày vào thì tới tận là 20, có sân trước rộng rãi, hướng nhà của mình là hướng đông nam, sổ hồng riêng đã hoàn công và giá tổng của nó chỉ có là 1 tỷ 838 triệu thôi. Còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị mình vay được từ là 50 đến 70% giá trị của ngôi nhà, được tọa lạc là trên con đường là đường tập đoàn 4. Nhà mình thì xe ba gác sẽ di chuyển vào đây và cách cái đường xe hơi tầm khoảng là 50 mét thôi, cũng rất là gần anh chị nhé. Trong con đường là đường tập đoàn 4. Quý anh chị có đi xem thì cứ chạy đến ngã ba Tân Kim cho trục đường quốc lộ 50, liên hệ cho Ú, Ú ra đón quý anh chị nha. Cam kết là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo, không ảo, không làm mất thời gian của quý anh chị mình. Và giờ thì Ú cũng xin được phép kết thúc video tại đây. Cũng chúc đại gia đình mau tìm được căn nhà ưng ý.